quán phở Lão Hạc. Tính tiền đi ông chủ ơi. Dạ 10.000 đồng mà. Ôi trời ơi, con nhại lại ngất bên đường thế kia. Cháu ơi, cháu làm sao vậy? Tỉnh lại đi, cháu ơi. Ừ, tại sao cháu lại nằm ở đây hả? Cháu bị ngất xỉu và nằm ở đây. Chú thấy nên gọi cháu vậy. Cháu thấy trong người có làm sao không? Nhà cháu ở đâu để chú đưa về? Dạ, cháu không sao ạ. Chắc hôm nay chưa ăn gì nên cháu có chút chóng mặt. Quán phở đối diện bên kia đường là của ta. Cháu vào ăn một bát phở, nằm nghỉ ngơi một lát, rồi ta đưa cháu về. Cháu cảm ơn chú rất nhiều, nhưng cháu phải về thôi chú ơi. Không biết ông mình hôm nay có ho nhiều không nữa. Mình phải về nhanh để kịp nấu cháo và sắc thuốc cho ông uống. Chú ba ơi, coi quán giùm tôi chút xíu. Tôi phải đi công việc gấp ngay bây giờ. Cháu đã về rồi đây. Cháu sẽ nấu cháo và sắc thuốc cho ông ngay ạ. Thật khâm phục con bé. Bằng mọi giá mình phải giúp đỡ nó. Âu cũng là cái duyên. Cháu chào chú ạ. Vì ta chỉ biết nấu phở, nhưng ta lại không biết đọc và viết rành như cháu. Số chữ mà ta học được sẽ tương ứng với số bát phở mà ta tặng cháu. Việc dạy chữ và bát phở chú đổi cho cháu là rất ngang bằng với nhau, vì cả hai đều được trả bằng công sức. Ngoài ra nó còn là giá trị của tấm lòng. Sau này lớn lên, cháu sẽ thấu giá trị ấy. Dạ, cháu đã hiểu rồi chú ơi. Vậy cháu đồng ý nha chú. Đây là ngày đầu tiên đi học. Ta sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng cháu. Nào, mời cô giáo nhỏ của ta. Sáng nay cháu đã vất vả nhiều rồi. Giờ ta trả công cho cháu. Chú sẽ trả cho cháu thêm một khoản học phí. Cháu sẽ dùng tiền đó để trang trải cuộc sống. Vậy là ngày ngày liền đến dạy chữ cho ông già bán phở. Thấm thoát cũng được 3 năm. 3 năm sau. Sao mấy hôm nay không thấy con bé qua đây dạy mình học nữa ta? Có khi nào con bé đã gặp chuyện gì không? Mọi người cho tôi hỏi thăm, hai ông cháu ở ngôi nhà này đã dọn đi đâu rồi? Chúng tôi không biết. Tôi chỉ nghe loáng thoáng là nó đã lên phố giúp việc cho một gia đình thương gia. 25 năm sau. Sao lại có chiếc phong bì ở trước cửa nhà mình thế này? Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã 25 năm rồi, không biết con bé giờ này đang ở nơi nào. Thật quái lạ, mấy năm nay mỗi tháng lại có phong bì tiền đặt trước quán là sao ta? Thôi chết, mình quên cây bút chì ở tiệm của chú rồi. Chiều nay lại học vẽ, phải quay lại lấy nhanh, không thì muộn mất. Rau mùi tàu 3 kg giá 30.000, thịt bò giá 150.000. Rõ ràng là chú ấy biết chữ, nhưng chú ấy lại cố tình giả vờ không biết để giúp đỡ cho mình. Nhất định khi lớn lên mình sẽ báo đáp ân nghĩa này. Ôi, đau quá, cái lưng của tôi đau quá. Hả? Chú có sao không chú? Tôi không sao cô ạ. Bệnh của người già ấy mà. Cảm ơn cô. Cha, con đã trở về. Cha không nhận ra con sao?
Lẽ nào Liên là con sao? Có phải Liên không? Là con đi. Cô bé ngày nào đổi chữ lấy phở của cha đây nè. Con xin phép được gọi một tiếng cha nha cha. Thôi thì có khi ta và con lại có thể bù đắp cho nhau vậy. Ai ngờ ông trời thương tình cho cha một người con gái thật rồi. Hồ Ly báo tình. Hôm nay xui quá, đi cả ngày trời mà không kiếm được củi. Tiếng gì thế nhỉ? Trời ơi, tội nghiệp chồng con quá. Nàng là ai? Sao lại thiếp là Tiểu Ly? Hôm nay gặp chàng ở đây đúng là duyên trời định. Ý nàng là thiếp ngưỡng mộ chàng đã lâu mà chưa có dịp bày tỏ. Nay được gặp chàng tại nơi rừng thiên nước bạc này, nếu chàng không chê, thiếp nguyện nâng khăn sửa túi, đời này chăm sóc cho chàng. Ôi, ta đang mơ hay tỉnh đây? Ta ở một mình đã lâu, nay được người đẹp như nàng ngỏ ý, ta thật sung sướng biết bao. Nhưng liệu cha mẹ nàng có chấp nhận một người nghèo khổ như ta không? Cha mẹ em mất sớm, từ nhỏ em đã phải tự kiếm sống. Cha mẹ mà biết em có chỗ nương tựa sẽ rất lấy làm mừng. Chàng yên tâm đi. Cảm ơn nàng. Hóa ra mi ở đây, mau bắt con hồ ly này lại. Các ngươi là ai? Sao lại xông vào nhà ta? Hồ ly tinh nào chứ? Ả ta chính là hồ ly tinh biến hóa thành. Không, không phải. Các ngươi nhầm rồi. Đây là vợ ta. Ở đây không có hồ ly tinh nào hết. Ngươi bị lừa rồi. Ả ta vốn là con chồn vàng. Chúng ta đã phát hiện và bắn trúng chân nó khi nó đang leo cây. Sau đó nó chạy thoát được về đây đó. Chúng ta đã lần theo vết máu, không sai được. Chồn vàng ư? Thiếp là Tiểu Ly. Tiểu Ly, lẽ nào thiếp, thiếp, thiếp đúng là hồ ly. Nhưng xin chàng tin thiếp, thiếp chưa bao giờ hại ai cả. Yêu quái thì vẫn là yêu quái, mau bắt nó đi. Không được bắn, nàng là vợ ta, các người không được phép hại nàng. Tên này điên rồi, đừng nhiều lời với hắn, mau bắn đi. Không, Tiểu Ly. Tiểu Ly, nàng không sao chứ? Để ta đưa nàng đi tìm thầy thuốc. Không kịp nữa rồi. Tiểu Ly ơi, sao nàng lại dại dột như vậy? Hãy tin thiếp, thiếp chưa bao giờ làm hại ai. Ta tin nàng. Nhưng sao nàng không nói sớm cho ta, để ta có thể bảo vệ nàng? Nó đáng bị như vậy mà, ngươi còn định bảo vệ nó sao? Người có người tốt, người xấu, hồ ly cũng như vậy. Có ai muốn sinh ra trong thân phận này đâu. Dù hôm nay chết, thiếp vẫn không hối hận. Bởi vì thiếp đã được sống, được yêu thương như một con người. Tiểu Ly, đừng quá đau khổ. Thiếp đi rồi, nếu yêu thiếp thì hãy sống cho thật tốt. Tiểu Ly, nàng ở lại với ta. Tiểu Ly, các người thật là độc ác. Cô ấy là hồ ly thì sao chứ? Cô ấy đã làm hại gì đến các người chưa? Sao các người cứ ép cô ấy phải ra đi?
Chúng tôi đã sai rồi. Tình yêu của Tiểu Ly đã khiến chúng tôi xúc động. Bảo bối. Cha cha, năm nay được mùa rồi, thật may mắn. Hả? Bọn quỷ núi. Năm nay nhờ công hai anh em ta cai quản khu đất này mà mùa màng của các ngươi mới được tươi tốt như vậy. Mau nộp hết số lúa này cho bọn ta. Các ông nói thật vô lý. Đất của chúng tôi, công sức tôi gieo hạt, cấy hái, lúa này là của tôi, sao phải nộp cho các ông? Đúng là con người ngu dốt. Tại vì các ngươi yếu đuối, không thể đánh nổi bọn ta. Hãy nhìn đây. Đói quá, đã mấy ngày không có gì bỏ bụng rồi. Hôm trước mới cướp được đống lúa mà ăn vèo cái đã hết, chẳng thấm vào đâu. Hay ta lại vào làng xem có gì cướp được không. Mày ngu thế, vừa hôm trước đã lấy hết thóc lúa rồi, giờ còn gì mà lấy nữa. Thế thì phải làm sao bây giờ? À, còn báu vật gia truyền mà cụ tổ cướp được còn cất ở trong hang, người mau mang ra đây. Ý kiến hay đấy, thế mà em nghĩ không ra. Mấy cái này có ăn được đâu. Rõ là chán. Mày lúc nào cũng chỉ ăn, ăn. Chả vậy, mấy thứ đồ vô dụng này dùng để làm gì? Chiếc hòm này có thể biến ra mọi thứ vải vóc quần áo. Chúng ta cần thức ăn, chứ cần gì những thứ này chứ? Vậy thì chiếc gậy này có ích hơn đấy. Nó có thể khiến mọi kẻ thù đầu hàng ngay lập tức. Thế còn đôi guốc, dùng để làm gì? À, nếu ngươi xỏ chân vào đôi guốc này, một ngày có thể bay vạn dặm mà không thấy mệt mỏi. Tốt quá, chúng ta có thể dùng những bảo bối này để đi kiếm ăn được rồi. Nếu mình lấy được những bảo bối kia thì có thể bảo vệ được dân làng khỏi bọn quỷ quấy nhiễu, lại còn giúp được dân làng không đói ăn nữa. Thế chúng ta sẽ cùng nhau dùng chung những thứ này, từ nay sẽ không phải lo gì nữa. Được. Tôi nghĩ thế là không công bằng. Là ngươi đấy à? Mà sao lại không công bằng? Tôi nghĩ những thứ bảo bối này phải thuộc về quỷ anh, vì quỷ anh là anh, lại có công cất giữ nó bao lâu nay. Đúng, đúng. Không được, là đồ được thừa kế, phải chia đôi mới đúng. Chia đôi là chia thế nào? Có ba thứ làm sao chia đôi được? Quỷ em đang âm mưu gì vậy? Mày làm gì có phần của tao hết. Mày đừng hòng chiếm đoạt của tao. Này nhé, anh tham vừa thôi. Của tao hết. Không được, của tôi chứ. Của tao hết. Mày làm gì có phần. Hả? Sao lại thế kia? Trời ơi, bị lừa rồi. Bây giờ thì các ngươi khỏi phải cãi nhau nhé. Trời ơi, tức quá. Trời ơi là trời. Gậy ông đập lưng ông. Hàng quán gì mà ế thế này. Chẳng bù cho quán của lão Tư đằng kia, đông khách từ sáng tới tối luôn.
Bác ơi, bác có đánh giày không ạ? Không ơi với ạ gì hết á, vừa sáng ra, đi chỗ khác đi. Từ ngày có quán phở Lão Tư hả? Những khách quen nhà mình kéo sang đó gần hết. Cứ như thế này thì bán cửa hàng này đi mất thôi. Bác ơi, bác có đánh giày không? Giờ bác đang bận quá. Dạ. Mà này, cháu ơi. Dạ. Quán bác cũng đông người ra vào. Cháu vào trong quán này mà ngồi. Có ai cần thì đánh giày cho họ, đỡ phải đi lại vất vả. Bác cho cháu ngồi trong quán sao? Tốt quá ạ. Cháu cảm ơn bác. Nhất định ta phải nghĩ cách gì đó để hạ uy tín nhà lão kia mới được chứ. À, có cách rồi nè. Này, tôi có cách này. Mà thấy thế nào hả? Ừ, được đấy, được đấy. Quay, sao chó sủa cái gì không biết nữa. Ui, đau quá. Trời ơi, sao đau bụng quá vậy nè. Dạ thưa các bác, có chuyện gì vậy ạ? Ông Tư, ông cho cái gì vào trong phở mà chúng tôi ai ăn cũng bị đau bụng dữ dội, tay chân bủn rủn thế này. Ui, đau quá. Việc này chắc chắn là ông ta đã cho cái gì đó vào trong phở chúng ta ăn. Bởi vì ăn vào ai cũng có một triệu chứng như thế này, nhất định phải đi nhờ công an phường làm rõ việc này mới được. Đã kiểm tra mẫu nước dùng trong phở của ông và tìm thấy trong đó có chất sổ cũng như một vài chất cấm khác gây nên rối loạn tiêu hóa, tim đập nhanh, khó thở, dùng nhiều hơn một chút có thể gây ngộ độc dẫn đến tử vong. Trời ơi, sao lại có chuyện đó được? Lần này chúng tôi xử phạt hành chính, nếu quán còn vi phạm những lần sau, chúng tôi sẽ có hình thức xử phạt nghiêm khắc hơn, thậm chí sẽ yêu cầu đóng cửa quán. Một số người từ quán phở của Lão Tư đi sang nhà mình ăn rồi. Không ngờ chỉ một hành động nhỏ của mình đã khiến cho mọi người tẩy chay quán phở và lão ta nhanh đến vậy. Biết thế mình đã làm việc đó sớm hơn rồi. Ông thật là đồ gian xảo. Chuyện gì vậy? Ông thật là độc ác, rất tâm bỏ thuốc vào nồi phở của bác Tư để hãm hại bác ấy. Chính cậu bé này đã nhìn thấy ông mở nồi nước dùng hôm trước. Sao mọi người lại tin vào những lời sằng bậy của thằng bé đánh giày này cơ chứ? Đó không phải là những lời lẽ sằng bậy đâu. Cậu bé đánh giày này còn tìm thấy sau nhà ông thứ này trùng khít với chất trong nồi phở của nhà ông Tư. Ông còn chối được à? Tôi từ giờ chúng ta sẽ không đến ăn quán của lão ta nữa. Rồi chúng ta sẽ đi hô hào mọi người, nhất loạt tẩy chay quán phở của lão béo nhé mọi người. Phải đấy, lão ta mới đúng là kẻ thất đức, đi làm chuyện hãm hại người lành. Giờ chúng ta phải mau sang thông báo với bác Tư để bác ấy được mừng, đồng thời lên công an phường minh oan cho bác ấy nha mọi người. Nhất trí. Tưởng hại được người, thành ra lại hại mình rồi. Trời ơi là trời. Ván cờ định mệnh. Chiếu tướng. Lê Kỳ, Khanh quả là không hổ danh cao cờ đệ nhất thiên hạ. Đa tạ hoàng thượng đã có lời khen. Chuyến đi sứ sắp tới ta sẽ giao phó cho Khanh. Ta tin với trí thông minh của mình, Khanh sẽ hoàn thành tốt đại sự. Dạ, thần sẽ không phụ lòng tin của hoàng thượng. Thank you.
Nắng quá, chúng ta lại ngôi nhà kia xin nghỉ một lát rồi chiều đi tiếp. Cái gì thế này? Kẻ nào mà lại ngạo mạn thế chứ? Trong thiên hạ này, ngoài Lê Kỳ ta còn có kẻ dám xưng danh cao cờ đệ nhất thiên hạ ư? Để xem hắn cao cờ đến đâu. Chào cụ. Tôi đi ngang đây tình cờ thấy tấm bảng này. Chẳng hay cụ cao cờ đệ nhất thiên hạ đó có nhà không? Tôi rất mong được diện kiến. Vị đó chính là tôi đây. Mời ngài vào. Chiếu tướng, chúng ta thỏa thuận đấu 3 ván, nhưng tôi đã thắng ông 2 ván. Vậy là thắng thua đã quá rõ rồi. Lão nhân xin thua. Này ông lão, ta nói cho ông biết, ta chính là Lê Kỳ đại nhân. Đến hoàng thượng anh minh còn không thắng nổi ta thì làm sao lão có thể thắng được chứ? Biết điều thì lão hãy cất tấm bảng trước nhà đi. Ta thấy lão quá ư tự kiêu tự đại rồi đó. Chuyến đi sứ lần này thành công mỹ mãn. Hoàng thượng sẽ rất hài lòng cho mà xem. Lê Kỳ ta mà đã ra tay thì có chuyện gì mà không xong chứ. Ồ, đây chẳng phải ngôi nhà của lão cao cờ đệ nhất thiên hạ rỡm sao? Cái lão già kiêu ngạo ngoan cố, sao lão vẫn còn giữ tấm bảng chứ? Thật không biết trời cao đất dày là gì. Ồ, kính chào đại nhân. Lão còn nhận ra ta, hẳn lão cũng không quên mình đã bị ta hạ đo ván như thế nào. Vậy cứ làm sao vẫn còn treo tấm bảng này ở đây? Đại nhân, lão nghĩ 2 ván cờ chưa đủ để chứng minh điều gì? Chưa đủ? Đúng vậy, nếu đại nhân muốn lão công nhận là đệ nhất cao cờ thì hãy đấu với lão thêm vài ván nữa. Được, đấu thì đấu, 10 ván nữa thì lão vẫn thua thôi. Chiếu tướng, chiếu tướng, đã 3 ván rồi đó, đại nhân còn muốn chơi tiếp không? Tiếp chứ, 3 ván chưa đủ chứng minh điều gì. Chiếu tướng, lão, sao lão có thể thắng liên tiếp 8 ván cờ như vậy? Vậy lần trước... Lần trước là lão nhường đại nhân. Lão biết đại nhân đang trên đường đi sứ, không muốn đại nhân vì thua cờ, tâm trạng không tốt mà ảnh hưởng tới đại sự nên mới vờ thua. Đại nhân nổi danh là tay cao cờ trong thiên hạ, nhưng lão muốn chứng minh cho đại nhân biết rằng trên đời này không ai là nhất cả. Đại nhân chơi cờ giỏi tới đâu cũng có thể gặp người giỏi hơn bất kỳ nơi đâu, kể cả miền sơn cước hẻo lánh này. Xin bái phục, đại lão quả là bậc tài cao đức trọng, ẩn giấu trong vẻ khiêm nhường của một lão nông miền sơn cước. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.